Trong hai ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2018, tại Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0, VNPT Technology trình diễn nhiều giải pháp công nghệ 4.0 mà đơn vị đã nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai thành công ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước thời gian qua. Bám sát chủ đề, tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0, VNPT Technology, đơn vị thành viên của tập đoàn VNPT, được nhiều quan khách chú ý ngay trong ngày đầu tiên triển lãm với các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ made in Việt Nam, được nghiên cứu phát triển và sản xuất bởi các kỹ sư trong nước. Trong đó, nổi bật là nền tảng IoT, kết nối vạn vật Smart Connected Platform. Smart Connected Platform là nền tảng IoT có khả năng kết nối đồ vật và làm cho đồ vật có khả năng tương tác với nhau thông qua mạng Internet. VNPT Technology sử dụng các IoT Gateway để thu nhận dữ liệu và truyền tín hiệu điều khiển. IoT Gateway có khả năng kết nối thiết bị đa dạng từ không dây đến có dây phù hợp với yêu cầu của người dùng. Khả năng kết nối không dây đa dạng từ Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee đến 3G, 4G. Giải pháp nông nghiệp thông minh là một trong những giải pháp được nhiều người quan tâm nhất. Khách hàng tới đây là những nhà đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp, những sinh viên của các trường công nghệ đang muốn tìm hiểu về lĩnh vực mới mẻ này tại Việt Nam. Giải pháp nông nghiệp thông minh của VNPT Technology là một giải pháp hoàn chỉnh với đầy đủ các tính năng phục vụ được cho cả lĩnh vực trồng trọt lẫn chăn nuôi. Không chỉ giúp đo đạc tất cả các thông số của đất, môi trường, đề xuất thời gian tưới, thời gian chiếu sáng phù hợp theo từng giai đoạn cho các trang trại trồng trọt, giải pháp còn giúp các trang trại chăn nuôi quản lý tất cả các khâu như hệ thống cho ăn, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thu hoạch trứng, hệ thống thu gom phân, hệ thống sưởi ấm. Nhờ được tích hợp công nghệ phân tích dữ liệu lớn, giải pháp Smart Agriculture của VNPT Technology còn cho phép các chủ trang trại thực hiện phân tích, dự báo, chủ động trong việc hoạch định, sản xuất, vận chuyển, lưu kho, đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất có thể. Với giải pháp xe buýt thông minh, VNPT Technology mang đến một mô hình xe buýt được kết nối các loại cảm biến như cảm biến báo khói, báo cháy, báo dò khí ga, cảm biến áp suất lốp, cảm biến nhiệt độ. Các cảm biến được kết nối với một IoT Gateway gắn trên xe. Gateway này có nhiệm vụ truyền dữ liệu từ cảm biến lên cloud thông qua SIM 3G hoặc 4G. Tiết cho tài xế, khi có sự cố xảy ra như có cháy hoặc dò ga sẽ có thông báo hiển thị trên màn hình của lái xe. Lái xe có thể cập nhật lịch làm việc trên tablet. Ngoài ra, giải pháp ngôi nhà thông minh cũng đón nhận được rất nhiều người đến tham quan và tìm hiểu. Ngôi nhà sẽ được gắn các cảm biến nhiệt độ, cảm biến chuyển động, cảm biến báo cháy, báo khói. Các cảm biến được kết nối với một IoT Gateway và sẽ truyền dữ liệu từ cảm biến lên cloud. Các thông số sẽ hiển thị trên smartphone, tablet, chủ nhà sẽ nhận được cảnh báo và sẽ xử lý sự cố kịp thời. Ngoài ra, người dùng còn có thể bật hoặc tắt các thiết bị điện, hệ thống rèm cửa tự động thông qua smartphone. Người dùng cũng có thể hẹn giờ để bật tắt các thiết bị điện theo thói quen của chủ nhà. Đặc biệt, người dùng có thể thiết lập kịch bản, lập lịch các hệ thống thông minh lên các thiết bị điện trong phòng để tạo nên một sự phối hợp theo ý thích của chủ nhà như tiếp khách, đi vắng, về nhà. Giải pháp này đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo quan khách. Bên cạnh nhóm thiết bị viễn thông GPON ONT, modem ADSL, Wi-Fi router, VNPT Technology cũng mang tới triển lãm các sản phẩm công nghệ mới nhất cho người tiêu dùng như đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2, điện thoại smartphone Vivas S3, thiết bị giải trí tiện ích dành cho gia đình Smartbox, Smartbox PC. Đến với triển lãm Communic Asia 2018 lần này, VNPT Technology mong muốn gặp gỡ, trao đổi với các đối tác công nghệ thông tin và khách hàng tiềm năng, gia tăng cơ hội hợp tác phát triển trong tương lai. Đây là một trong những hoạt động giới thiệu quảng bá quan trọng trong tiến trình thúc đẩy sản phẩm, dịch vụ của VNPT Technology ra thị trường quốc tế.